Đừng gieo nên tôi là kẻ bạc tình. Đó là hôm sau là cả mặt tình yêu. Đừng gieo phù phiếm xa vời. Đừng gieo nên tôi là kẻ bạc tình. Ây da trời, cái lúc này mà ai. Alo, ai đầu dây bên kia vậy? Trời ơi, đừng có hỏi. Tôi đang ở cái chỗ này khó nói lắm. Cái gì? Nói đi, trời ơi, không có nghe rõ cái gì trơn trọi à. Sao? Hả? Ai vậy? Hỏi không trả lời gì trời. Ai vậy? Vô viện. Ai vậy nè? Lên tiếng cho em biết coi. Ủa? Anh hả? Trời ơi, sao nãy giờ không lên tiếng cho em để làm nạn nội với chị la lời với em được. Anh á, anh khỏe không? Cảm ơn, vẫn khỏe. Vậy cũng tốt rồi. Ủa, mà anh nói gì? Anh bệnh hả? Anh bệnh? Trời, vậy mà em nghe sao? Anh khỏe mà nghe sao anh bị bệnh? Vậy nè, anh á, công việc anh sao mà kể cho anh nghe coi. Thì vẫn làm cò đất như ngày nào. Vậy công việc anh tốt ha. Cảm ơn. Anh ơi, em hỏi nè, ở bên đó anh ở có mình ên rồi phải không? Trời à, chút nóng hay mát vậy anh? Chứ em ở bên này em nóng lắm á. Bên này cũng vậy thôi. Bên đó anh ở có mình ên á thì anh vẫn vẫn ra đây với em đi. Được không? Vẫn vẫn ra đây với em đi mà. Còn cũng có ở một mình chứ đâu, có với ai đâu. Mình không lo mấy cái chuyện tiền bạc, em không có nghĩ đến đâu. Nha, năn nỉ mà qua đây với em đi. Anh ở bên đó cũng có một mình đó, không có ai đâu. Trời, cũng nóng chứ bộ. Trời, năn nỉ vậy đó, nãy giờ cũng không chịu qua nữa. Đi mà, năn nỉ mà. Anh nói là đừng có lo chuyện tiền bạc với em đâu có nghĩ tới đâu, anh cứ vậy hoài à. Công việc có đó, thì đó qua đây đi. Đi. Vậy em hỏi anh có qua không? Qua. Qua. Qua nè. Trời ơi. Làm gì, làm gì ở đây? Sao sao mà kêu tôi qua? Tôi nghe điện thoại mà.